Chị sáng nó ngủ dậy sớm mới tiễn ba đi nè. Ba chị chuẩn bị đi công tác nữa nè cô chú. Đầu tuần là chuẩn bị đi nữa nè. Nhưng mà tuần này chỉ đi có một đêm thôi, ngày mai là về rồi. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Sao hôm nay chị dậy sớm vậy? Ba đi làm chị dậy sớm á hả? Trời ơi, ba đi. Bữa nay mình đi có một ngày cô chú. Mai là ba về rồi, ba đi. Hôm nay ba đi Na Uy. Rồi con nói gì? Nè, chúc ông bà cô chú con nói đi. Chúc bà con cả chú. Nói đàng hoàng, chúc ông bà cô chú. Chúc hẹn gà con chú. Thứ hai vui vẻ. Thứ hai vui vẻ. Nói đàng hoàng, thứ hai vui vẻ. Thứ hai vui vẻ. Tuần mới vui vẻ. Tuần mới vui 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 vui. Bình an. Bình an. Yeah, mommy used to sing that to you when you were a little baby girl. Say cuckoo cuckoo kit. Chi chi laugh. Ba chi mà đi ra ngoài cái là quần áo giày dép giùm láng con luôn nè cô chú. Ở nhà thấy ghê nhưng mà đi ra ngoài bảnh bao lắm chứ bộ. Chị nó đeo ba chi hoài luôn. Ba chuẩn bị đi rồi. Hôm nay là đi chuyến bay trễ nè mọi người. Honey, what time your flight? 10:40 babe. 10:40, bây giờ mới có. 10:40. But it takes. Có chưa, có 7:30 thôi là đã chuẩn bị đi rồi đó. Đi ra sân bay. You can be a good girl, can't you? Chị nó khóc rồi kìa cô chú. Don't be sad. Ba mặc áo khoác vô là nó khóc luôn rồi kìa. Ba chị con mắt sáng nay đã đỡ rồi cô chú. Nay nó còn đỏ nhưng mà nó đỡ rồi. Hai ngày trước là nó sưng phù lên luôn. Bị viêm kết mạc đó cô chú. Viêm kết mạc hay mình còn gọi là đau mắt đỏ. Love you, you know. Love you very much. Okay. Come on. Do you want to go in the living room? You don't want me to go? No. Daddy got to go, babe. Sorry. I think Daddy's eyes look better. They're still not red. Alright, let me hold up. Daddy, all wet, look! Give us a cuddle, baby. Ah, love you, baby. You'll be a good girl for mummy, okay? You can FaceTime later, okay? Alright, babe. I love you very much. Don't forget Baba, did Baba never forget you? Alright. Ma, oi, chut chut. Again. Good. Alright babe, I'll speak to you later, okay? Mm. Okay. Alright girls. Be good. Alright. Chị trốn kìa chú ơi. Chị nó buồn nó trốn. Ý dạ. Ủa sao chị đứng ở đây vậy? Đúng ra bye bye ba đi kìa. Where Kiki gone? Where Kiki gone? Alright girls, I'll speak to you later, love you. Bye. Bye bye. Bye Chi. Take care. Bye bye Chi. Rồi ba đi rồi. Chị nó buồn heo rồi nè cô chú. Rồi rồi. Ủa Chi đâu mất tiêu rồi kìa. Chi đâu mất tiêu mà không thấy Chi luôn á. Lấy vớ mang vô con lạnh á. Sáng nay cho Chi đòi ăn sáng cái này nè cô chú. Chi sáng nay không có muốn ăn cái gì hết trơn. Cái bánh này chế sữa vô ăn nè. Con lấy muỗng đi. Mà ăn cái này nhanh đói lắm. Một chút nữa là Chi sẽ đòi ăn cái khác nữa hả cô chú. Kệ cho Chi ăn này đi. Bà của con nè, đi lên bên kia ngồi ăn nha. Không có làm đổ nha, uống hết cái sữa cho mẹ nha. Ăn rồi uống hết sữa cho mẹ nha. Ok. Sáng nay mình ăn bánh rán với lại trái cây nè mọi người. Có cái sốt này nè, chế vô ăn ngon lắm nè. Cái dĩa này của mẹ thế nào cũng xinh ăn nè. Chị thích ăn cái trái cây này nè. Wow.
buổi sáng xong rồi đó mọi người. Xin mời cô chú anh chị nha. Nè chuối của con nè, ăn xong ăn cái chuối luôn nha. Sáng ra là lên mở tivi coi rồi đó hả chạy. Con ăn hạt, ăn dâu với mẹ. Má tập tục thế gà thôi. Con ăn dâu với mẹ không? Há miệng bự ra. Chị đang trang điểm nè cô chú. Sáng ăn sáng xong chơi vẽ một hồi xong rồi bây giờ tự lên lầu lấy đồ thay luôn. Tự thay đồ nha cô chú, rồi lấy kẹp kẹp rồi xuống đây trang điểm. Mà nằm dưới đất vậy hả chị? Con có cái bàn trang điểm sao con không ngồi lên trang điểm? Bây giờ trang điểm đi đâu á? Hả? Trang điểm đi đâu? Trời ơi, mắt xanh mắt đỏ đồ. Quá trời quá đất điệu luôn rồi. Xong môi nữa đó hả? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp rồi đó hả? Em cũng biết rồi. Ủa sao mở cái kẹp ra rồi? Cái bạn kinh đó. Rồi tới cái gì nữa? Hết sức không? Đó, nguyên cái bộ đồ của Chi nè. Má hồng nha cô chú. Thấy chưa? Vẽ mắt xong rồi son môi rồi giờ vẽ má hồng nữa đó. Chị tự trang điểm luôn, mốt lên chắc mốt lớn lên chắc đi làm make up luôn quá, làm nghề trang điểm luôn quá chị. Đó, ê chưa. Trời ơi. Vẽ mắt nữa hả? Nói vẽ rồi mà. Đâu đây mẹ coi coi. Trời ơi là trời. Chịu gì nói trời. Quá trời quá đất điệu luôn à. Xong chưa? Đi chơi được chưa? Mà sao vẽ con mắt, con mắt bên kia chưa có cái gì kìa. Rồi dẹp rồi đó hả? Có nguyên cái vali á, ghê chưa? Tới giờ ăn trưa nè cô chú. Trưa nay thì Kim nấu sốt mì, mì ramen đó mọi người, với lại tôm, bông cải xanh, bắp và cà rốt nữa. Em Chi rất là thích ăn cái này luôn cô chú. Đây là cái tô của mẹ nè. Xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Chị thích tôm đúng không? Cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Giỏi. Rồi ăn đi, ăn tôm đi. Súp ngon không? Súp này Kim nấu với tôm á các bạn, cho nên là nước nó ngọt lắm. Mình chỉ thêm có một muỗng nước mắm và nửa muỗng hạt nêm thôi mọi người. Nóng nha. Ngon. Tôm này nó ngọt. Ngon quá trời, thấy Chi ăn mà thèm luôn rồi nè. Rồi để mẹ ăn luôn. Mình hầm cái rau củ á, mình hầm cà rốt với lại bắp nè, cho nó mềm ra là nó ra cái nước ngọt lắm các bạn. Với lại cái tôm nữa đó, nó ra cái nước ngọt mà nó thơm lắm. Mình hầm ít nước thôi à, cho nên nó kẹo lại nè. Ngon quá chị ơi.
Hello cô chú ơi, Chi Chi tới leo lên cửa sổ kìa. Bây giờ hai mẹ con Chi Chi sẽ đi dạo ra bên ngoài hả cô chú? Đi dạo qua ngoài đó, cái khoảng đất trống rồi đó đó mọi người. Người ta xây từng cái dãy nhà là phía sau lưng nhà có cái dãy đất trống như vậy đó, để cho có cái sự riêng tư của từng căn nhà đó. Với lại có cái nơi mà cho mọi người đi dạo bên ngoài đó mọi người. Đây là hàng xóm nè. Hàng xóm cũng có cái sân. Hôm nay mặc dù là không có nắng lắm nhưng mà không có mưa đó, cho nên là cái chú okay. Đó chú lấy đồ ra ngoài phơi. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài kia ha. Bye bye. Chị xin chào bà cô chú. Xin chào con bà cô chú. Bye bye. Con đi xuống đi, con leo hồi té bây giờ. Chỗ khóa hư rồi nè cô chú. Rồi con lấy ra. À, để mẹ lấy cho. Rồi, ok. Ủa này như một đám rừng vậy đó cô chú, thấy ghê không cô chú? Chi nó đi ra đây nó kiếm hoa nè cô chú. Hôm bữa Chi nó đi cái đường ở dưới lên á, Chi thấy hoa. Hoa mọc xong rồi bây giờ Chi ra đây kiếm nè. Ở phía sau hàng rào của người ta đó, cây có gì nó mọc lên quá chừng nè, người ta cũng đâu có dọn đâu. Tại vì cái đây là khoảng đất mà này là đất kiểu như đất của chủ đầu tư cái chỗ mà người ta xây cái nhà này nè, chứ không phải là đất riêng của ai hết á, cho nên không ai dọn ngoài đây á mọi người. Ủa chị hái được một cái bông rồi đó hả? Ừ, chị biết cái bông đó là bông gì không? Banana. Cái bông này là bông gì quên rồi ta? Bồ công anh. Cái bông này là bồ công anh nè, cái cây của nó ăn cũng được nữa đó, màu đẹp quá chị ha. Tặng mẹ hả? Cảm ơn chị. Này rồi đi xuống dưới kia. Cái cây này là cây táo nè. Cây táo không biết người ta chặt dục hay là nó bị gãy vậy đó, mà hôm bữa ta nó ngã xong rồi trái táo nhiều dữ lắm. Bây giờ có nắng lên nè chi. Nắng lên đẹp rồi đó. Nó mẹ có thấy màu tím đó chị thấy chưa? Chị thấy chưa? Đó. Kìa bông quá trời luôn kìa. Đẹp quá à. Cái bông này bông gì mình không có biết tên các bạn, nhưng mà nó đẹp quá chừng nè. Nó mọc sát đất như vậy á. Cái mùa này là mùa của hoa này nè, đẹp quá. Đằng kia có nguyên một đám đằng kia nữa kìa. Đừng có hái con, chỉ xem thôi. Hái một bông thôi con, chừng đạp con, nó đạp nó hư để cho nó đẹp. Cho người ta đi dạo người ta ngắm. Trời ơi, tặng mẹ hả? Mày cảm ơn Chi nha. Rồi đừng hái nữa. Cái bông này nó không có thơm. Cái mùi nó giống như mùi bỏ xích vậy đó các bạn. Nó đẹp nhưng mà nó không có thơm. Cảm ơn Chi nha. Những cái bông này, cái màu tím đẹp quá nè các bạn. Cái này có củ á mọi người. Tới mùa là nó sẽ mọc lên như vậy đó. Nở sát đất luôn. Có nhiều chỗ công viên á mọc nguyên một cái dãy hoa này nè các bạn. Đẹp lắm. Đây nè, Chi tặng mẹ cái bông nè. Chi đi ra đây chủ yếu hái cái bông tặng mẹ vậy thôi á. Rồi đi rồi đó, đi vô rồi đó. Chị nhà đi vô á hả? Hái vậy xong đi vô á hả? Hả? Không hái nữa hả? Không đi chơi nữa hả? Thôi đi xuống đường này đi. Rồi lại đây. Hái một bông thôi nha. Only one thôi. Còn nhiều để cho đẹp nữa coi ha. Tặng mẹ nữa hả? Ai cũng muốn phải tặng chân chưa? À, một bông tặng mẹ, một bông tặng ba, Chi nói vậy đó. Cảm ơn Chi, nhưng mà ba đâu có nhà đâu. Ở đây là hoa thủy tiên nè các bạn. Cái này nó có hoa màu vàng. Tới cửa nữa là nó sẽ nở lên đẹp lắm. Ở đây nè, nhiều lắm luôn nè. Ở đây có hoa nở nè Chi. Ủa đẹp quá à nè. Chi đừng hái con.
Thôi đừng hái, để cho đẹp đi. Thôi đừng có hái. Hái làm chi? Hái hồi nó tàn, nó héo hết. Để đi cho đẹp, đừng hái. Oh no no no, I don't want it. Chi hái là nó chết chết luôn á. Chi hái là the flower will be die á. Ok. Let them stand there with their mom and their dad. Đúng rồi, and two brother. If chi hái là nó sẽ buồn lắm luôn á. The mom and her dad will be sad because now I see her again. Ok. Giỏi. Nhiều lắm nè cô chú ơi. Quá trời luôn nè. Ít bữa nữa nở ra đẹp dữ lắm luôn. Chưa? Đây là cái con đường đi dạo ở bên ngoài của cái xóm nhà mình nè mọi người. Phía bên trong đây là những ngôi nhà ở trong đây ha. Cái đường này là để cho người dân đi dạo. Còn ở phía ngoài cái bức tường đó đó là cái đường ray xe lửa đó các bạn. Này, phía bên kia nữa. Phía bên kia là cái khu xóm khác đó các bạn. Bên kia có nhà, bên kia khu xóm khác. Và cái ga xe lửa với lại cái khu shopping, khu siêu thị đồ gì là ở bên mé bên đó đó mọi người. Ai nói ở bên đây sạch sẽ đâu các bạn, cũng có rác đủ thứ. Cũng có rác tùm lum hết trơn nè mọi người. Rác của mấy cái bạn trẻ đó, mấy bạn nhỏ bây giờ nhiều cái bạn tuổi teen đó, không có ý thức ăn uống chai nước đồ gì dục tùm lum hết trơn rồi mọi người. Ở phía ngoài hàng rào của cái nhà này có hoa nhỏ nhỏ đẹp lắm coi các bạn. Năm nào cứ bắt đầu tới mùa này nè là hoa sẽ nở rồi đó. Nè chị thấy hoa đẹp không chị? Nè. Hoa lý tí thôi à, nhưng mà đẹp lắm. Cứ ngày nào mà chị nó đi dạo là nó cũng thích đi xuống cái chỗ này ngắm hoa nè cô chú. Thôi đi về ha. Rồi, 1, 2, 3, chạy đua. Mẹ chị theo chị nè. Nó chị nó cứ rủ chạy đua. I mean, you do this, we have to stop, slow, and go. Rồi, chị đếm đi. We do one, go. Về tới nhà nè cô chú. Đi ra sân sau khóa cửa sao rồi con? Gì ở đây cũng đua nữa. Hai mẹ con đi dạo về rồi nè cô chú. Bây giờ sẽ cho chị ăn bữa xế nha cô chú. Đây mình có mua cái loại bánh này nè. Giống như là cái bánh hạt cái đó mọi người. Nó có nhiều loại hạt nè. Và cái bánh này nữa. Đây. Ăn cùng với phô mai và mứt. Đây thì Kim có mứt dâu nè. Dâu với các loại hạt cho chị ăn. Chị cũng rất là thích ăn hạt. Ăn hạt rất là tốt mọi người. Xong rồi nè cô chú, và con cầm cái hũ mứt dâu cho mẹ đi. Mẹ cầm cái dĩa này đi. Đây cái hũ mứt dâu này nè. Rồi đi để cái dĩa vô đây. Chị ăn với cái bánh này nè. Rồi let's go. Chị không thích ăn mứt dâu cô chú, chị ăn bánh với phô mai vậy thôi. Này là của mình nè. Mình thích ăn ngọt cho nên là mình để mứt dâu vô ăn. Để mứt dâu vô ăn ngon lắm con. Chị muốn ăn thử không? Ăn thử không? Không hả? Mứt dâu ngọt, chị không thích ăn mứt dâu. Thích ăn lạc với béo vậy thôi á. Nó giống bà nó quá.
Ủa, ăn miếng phô mai không vậy hả? Đây giống như là cái bánh ngũ cốc á các bạn, ăn cũng rất là tốt nè. Bánh nó giòn dữ lắm mà nó giống như là có cám gạo vậy đó mọi người. Và nó có các loại hạt ở trong đây nè. Chị đang học bài nè cô chú. Chị đang làm toán nè cô chú. Rồi dưới đó mấy? 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi. Một hai giỏi hai một hai ba bốn nói số bốn cho mắc cười quá. Bốn rồi con viết cái số bốn cho mẹ ơi. Bốn giỏi đẹp á. Rồi viết nữa. Tối của anh Chi nè cô chú, tối nay thì Chi ăn tối nay thì Kim làm món cá hồi chiên nước mắm cho Chi ăn với nui và có dưa leo mọi người. Chi rất là thích cái món này nè các bạn.